Chàng đôi cầu Nhật Bản xin chào anh em cần thủ gần xa nha. Hôm nay thì xin lên một lô hàng gọi là Ikada Carbon và Ikada Fit nha anh em. Giá đây chưa bao gồm phí ship cho anh em, nhưng anh em lần đầu mua hàng á, thì cọc bên mình giúp mình là 30.000 đến 20.000 nha. Cái này là tiền cọc đảm bảo cho anh em nhận hàng thôi. Kiểm tra thanh toán số tiền còn lại, không đúng thì sẽ hoàn trả lại số tiền cọc nha anh em. Ok, thì lên cây đầu tiên. Cây này là của nghệ nhân nè. Thấy Ikada nghệ nhân này nó sơn màu đen này, góc này có chút nè. Bách Fuji nè, nó sẽ màu đen. Nó lên khoen đá nè, đá vàng nè. Nó đi khoen. Đây, test cái độ dẻo cho anh em thấy trước nha. Ok. Cây đầu tiên thì cây này 90 gram, nặng cao 1 mét, dài 1 mét 1 và đọt là 0,7 ly. Đó, cây một khúc rồi đó, của nghệ nhân á. Cây này thì là cây số 1, cây số 1 để cho anh em 150 cộng ship nha anh em. Cây số 2 cũng là cây nghệ nhân luôn. Đây, cây này cán trúc nghệ nhân màu vàng của nó nè. Cán trúc nghệ nhân. Đó, đi nghệ nhân hết nha. Đây là đá, khoen đá đỏ nè. Cái này là khoen thường, đọt đây, đọt rất là dẻo. Cái này cắm nha, đọt cắm nha, phải rút nha. Đúng nó gỡ được, nhưng mà nhét cái đọt vào trong thì không được. Đuôi này gỡ được nhưng mà nhét vào cái trong này không được nha anh em. Ok, mình đọc thông số trước. Cây này là 2m3, nặng 140 gram và đọt là 0,5 ly. Test độ dẻo cho anh em thấy nha, đọt 0,5 ly. Cái này là cái đọt nó đi xoắn vòng nha anh em, chứ nó không có đi thêm một đường thẳng nha, đọt đi xoắn vòng nha. Ok, test cho anh em thấy đây, đọt đây, độ dẻo đọt nó đây, rất là dẻo, rất là nhạy, 2m3 nha. Sơn màu vàng cắm nha, chứ phải rút nha. Cây số 2 thì là để giá cho anh em là cây này là 450 nha anh em cộng ship. Cây số 3 là cây carbon. Cây này gốc gốc là gốc nghệ nhân làm luôn. Bass Fuji. Bass này là bass Starlet nè. Giá lên. Theo chỉ. Đây. Này carbon sẵn vòng của nó nè, đây, nó có cái vòng đơn đơn đây nè nè. Đây, bọn của nó là gì ạ? Ok. Cái này thì là rút. Mình còn rút. Test độ dẻo cho anh em thấy nha. Đây, ngọn của nó. Ok, này còn rút nha. Cảm ơn sẵn. Pastalet. Cây này đọc thông số cho anh em. Cây này là 1m9, ngọn rút, nặng 110 gram, đọt 1 ly nha anh em. Đó, cây nó vậy đó. Cây này để cho anh em, cây này carbon nha. Cây này để cho anh em 500k cộng ship. Ok, tiếp theo cây carbon. Bass Fuji. Carbon này giải trúc nè. Cái này là thông số là 1m5 nè. Chạy chút nè, khá rồi. Còn nói chung là còn khá đẹp. Cái này cũng rút luôn. Cái này cũng rút luôn chứ không có cắm. Cái này rút nè. Cứ đây. Ok, test độ dẻo cho anh em thấy. Cái này thì nó hơi cứng, nó hơi nảy một tí. Anh em muốn xem kỹ thì cài cho lô bên hình dưới màn hình nha. Tập thông số nhanh cây này là 100 gram, dài 1m5, đọt 0,79 ly nha anh em. Bát Fuji nha. Khoen này nó cũng là khoen Fuji luôn. Khoen này cũng là khoen Fuji luôn. Ok. Rồi. Thì cái thứ tư, cái thứ năm. Cái thứ năm đây. Từ cho nên bắt Fuji nè. Cái này là Super Catch. Đó, cạch bốn gân nổi lên nè. Ngọn nó ngọn rút luôn. Cái này cũng ngọn rút luôn. Tết đồ ngọn cho anh em thấy. Nó nói vậy đó, cỡ này. Rút. Đọc thông số nha. Gần gần nổi lên.
Cây này 80g, 1m8 và đọt 0,7 ly nha anh em. Đọt 0,7 ly, cây này zin, cây này là 1m8 zin của nó, không bị hở hụt nè. Cây này để cho anh em 650 cộng ship. Đây, 650 cộng ship carbon nha. Cái đốt này nó bị kẹt nha, dẫn không ra nha. Nên cái đọt nó cứ nằm trong luôn. Okay. Cây tiếp theo cũng là carbon luôn. Nó đi cái lớp màng keo nè. Bát Fuji nè. Cây cọc gần 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 gần. Cây này thì là Made in Japan nè. Ikada nè, tên tiếng Nhật là Ikada luôn nè. Đó. Cái này thì nó cũng bị chỉ xước dâm, mấy cái này thì xước dâm. Đó, xước dâm, xước nó cũng có xước nha. Rút luôn, ngọn trong luôn. Mình test độ ngọn cho anh em thấy. Rồi bắt đầu đọc thông số. Ok, ngọn như cái kia vậy đó, na ná cái kia. Cái này cái số 6 nha anh em. Cái bát zin của nó luôn, mình chưa đi sửa lại. Ok, cái này là 80 gram, dài 1,75, đọt 0,6 ly. 1,75 nha, cái này chắc bị hụt 5 xăng nè. Cái này của Gia Băng nha anh em, cái này để anh em 700 ngàn cộng ship nha. Của Gia Băng nha. Ok. Cái này là cái Ryobi. Dòng này thì biết rồi, Bass Fuji nè. 1m8 Ryobi nè. Đó. Special nè. Recession nè. Fuji nè, Bass Fuji. Cái này thì ngọn cắm. Ngọn cắm. Cắm mấy cái ngọn rút, ngọn nào ngọn cắm thì là ngọn cắm, là ngọn rút rút nha. Đây ngọn cắm nè, ngọn nó cắm đây, đọt ngọn đó, test cho nên coi. Ngọn này siêu mỏng luôn, ngọn này 0,5 nè, nó dễ quẹo luôn. 1 ngọn, cái này không còn 1 ngọn thôi, 0,5. Khá đẹp nha, cái này còn khá đẹp nha, còn khá đẹp. Cái này đọc thông số nha, là của nó là 1m8, 90g, đọt 0,5. Cái này thì giá là 800 ngàn cộng ship nha anh em, cây Ryobi 1m8. Cái này số 7 nha, 800 ngàn cộng ship. Số 8, số 8 là cái này. Cái này hàng dựng nè, hàng dựng mà gốc trúc rất là bự nè. Đó, này thấy không? Một chút rất là cầm rất là ấm, là đạp tay. Carbon sáng vòng nè. Đó, khoen này, khoen đề ba là khoen sắt, nó vòng gì lồng vô đó, đề ba là sắt. Cái này là cái cắm nha. Ngọn gốc nó lỡ ra nè. Đó, cái ngọn ở đây. Carbon nè, thân carbon nè. Khoen của nó khoen sắt. Ok. Đây, hình dạng của nó nguyên dạng vàng ở đây. Cái độ độ nảy của đọt nha. Cái này nè. Nó chỉ tới đây thôi. Không được dẻo rồi, để tới đây. Cái này là khá nảy nha. Không có dẻo nha, khá nảy nha. Hàng dựng của bên Nhật á, chứ không phải là mình dựng đâu, mấy cái này không có dựng đâu. Carbon hàng dựng Nhật á. Ok. Cái này mình đọc thông số cho anh em. Cây này là 200g, dài 2m, đọt 0,5 ly, nhưng mà nó khá là nảy. Cây này để cho anh em 600k cộng ship nha anh em. Cây số 8 là 600k cộng ship nha. Đó, đọt chút dạ, cây này là nghệ nhân làm, là gốc chút bự luôn nè. Nhét vô góc luôn là đọt vô góc. Ok. Cây số 8. Cây số 9. Này, gốc chút. Bát phơi gì 1m8, thông số là 1m8 nha, sẵn này. Này cắm luôn nha, đọc này đọc cắm luôn nha. Đọc thông số trước nha, cây này là 120g, đọt 0,7 ly và dài 1m7. Thì cây này thì nó độ lại nên còn 1m7 thôi, mình cũng không biết nó có bị hao hụt không. Đây, cái đọc riêng của nó đây. Này cắm nha, chứ không phải là rút nha. Anh em xem kỹ nha, khoen của nó đây.
nó dịu nè, nó ba màu, nó dịu màu này nè. Ok. Cắm nha. Cây này để cho anh em 600k cùng ship. Cây số 9. Cây số 9 600k cộng ship nha anh em, đọc nghĩa cái góc nha. Số 10. Số 10. Đây, cây này là cây màu đỏ. Bát Fuji nè. Ryobi là màu đỏ luôn nè. Cây này là hai đọt còn nguyên luôn nha. Hai đọt còn nguyên của nó luôn nha. Cây Ryobi màu đỏ hai đọt còn nguyên của nó luôn nha. Cái này thì còn nhìn là khá là đẹp. Nói chung là cũng chạy chủ á, nhưng mà hai đọt nó còn nguyên trong cái ống của nó luôn. Ống này ống của nó nè. Mình test cho. Đi hai đọt luôn. Đọt đầu tiên. Cái đọt này khá là mỏng nha. Cái đầu tiên cho anh em thấy. Đọt đầu như vậy. Và thứ hai. Nhìn nó khá dày, nó dày hơn một tí, nó bự hơn một tí nha. Mà đồ dẻo nó cong cao hơn nè. Xong tính nó cầm đến đây luôn. Ok, con số cái này đi. Đọc nhanh cho anh em. Cây này là 95 gram, 1m8, một đọt là 0,7 ly và một đọt là 0,4 ly. Cây Riwi nha, cây này để giá cho anh em, cây này là 1 triệu cộng ship nha anh em. Hai đọt còn nguyên nha. Không bị hao hụt gì nha, 1 triệu cộng ship. Ok. Shimano sẵn vòng này. Thôi sẵn vòng. Okay. Cái này là 2m1 nhưng mà bị hụt còn có 2m05 thôi. Cái này bữa giờ lên liếc rồi. Mà đây, sẵn vòng của nó đây, khá đẹp. Mà tính đọt thì nó bị sơn lại nè. Nó bị thằng bên Nhật nó sơn lại, mình cạo sơ thôi. Nó vẫn còn cái lớp sơn riêng của nó nữa ha. Anh em thấy không? Này chắc bị hụt hụt cầm hụt 5 xăng đó nha anh em. Ok. Để đồ đọt cứng đọt nha. Đây, nó cỡ này thôi nha. Nó không có dẻo hơn nha. Đọt riêng của nó nha, đọt riêng mà bị sơn lại nha, xấu nha. Chứ không phải đọt đọt cái chế đâu, đọt chế cháo, đọt riêng của nó luôn á. Cắm góc nha, cây này thì anh em biết rồi, sống gân anh em biết cây này rồi. Quá nổi tiếng rồi. Ok. Cây này thì để cho anh em giá 850 cộng ship nha anh em. Xin mình nó 850 cộng ship nha. Ok, cây cuối cùng. Cuối cùng là cây này. Bát Fuji. Đây, Bát Fuji F6 nè. 1m8 nha. Cái này cũng cắm luôn. Cắm góc luôn. Góc này. Đọt này thì mình thấy giống như đọt nó dựng lại, bên Nhật nó dựng lại á. Nó trụ lũi khoen. Từ cái này tới phần đến đây là nó trụ lũi khoen luôn. Tới đây nó mới có một khoen. Nó dựng lại hay sao đó. Như vậy á. Rồi, test độ đọt, độ cong đọt cho anh em thấy nè. Đây, nó của nó đây. Anh em thấy không? Khá là dẻo nha, cắm nha. Ok, đọc thông số nhanh cái này. Carbon. Cái này là 100g, 1m8, đọt 0,6 ly nha anh em. Cái này là giá là 700k cộng ship nha anh em. Ok. Thì anh em xem clip chốt cây nào thì cứ gạt số Zalo rồi trao đổi cụ thể nha. Rồi cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày tốt lành nha.